tạp chí Việt Nam. Có khoảng 20.000 công nhân Việt Nam bị trưng dụng sang Pháp làm việc ở miền Nam trong các nhà máy phục vụ Thế chiến thứ hai. Đa số hồi hương nhưng cũng có nhiều người dân yên nghỉ tại mẫu quốc. Sau thời gian dài ít được nhắc đến, công lao và sự hy sinh của họ đã được ghi nhận ở nhiều thành phố vùng Provence như Aix-en-Provence, Fréjus, Toulon, Saint-Chamond, Salins-de-Giraud, Montpellier, v.v. Nằm trong vùng Camargue ở cửa sông Rhône, phía nam thành phố Arles, thị xã Salins-de-Giraud là nơi lưu lại nhiều di tích lịch sử về sự hiện diện của những người lính thợ Đông Dương tại Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Công lao của họ, sự hy sinh vì mẫu quốc được ghi trên công trình tưởng niệm giữa ngày 5 tháng 10 năm 2014 trong khuôn viên chi nhánh thị chính Arles ở Salins-de-Giraud. Trên bia ghi, nhớ ơn 20.000 công nhân người Việt Nam đã bị trưng dụng từ năm 1939 đến 1952 để tưởng niệm lịch sử những người thợ Việt Nam tại Pháp và tưởng niệm những ai đã rời đời trên đất Pháp. Ý tưởng khôi phục sự thật về công lao của những người lính thợ Việt Nam xuất phát từ năm 2002 nhờ ông Lê Hữu Thọ, một cựu giám thị phiên dịch cho một nhóm công binh Đông Dương tại Camargue. Sau đó, công việc được hậu duệ của một số người Pháp tiếp tục, đặc biệt là ba anh em nhà họ Trịnh ở Salins-de-Giraud với sự hỗ trợ của một số sử gia nhà báo. Nếu hỏi ông Claude Trịnh ở Salins-de-Giraud, nhiều người sẽ mất vài giây để trả lời. Nhưng nếu hỏi ông Bộ, Monsieur Bộ, thì tất cả đều nói, ôi biết ngay lập tức. Mọi người quen gọi ông bằng cái tên của cha ông là Trịnh Văn Bộ, cựu thông dịch viên của đại đội 13 ở Salins-de-Giraud trong Thế chiến thứ hai. Công trình nhớ ơn những người lính thợ Việt Nam, trong đó có người cha Trịnh Văn Bộ, là nỗ lực không ngừng nghỉ trong 2 năm của anh em nhà họ Trịnh và nhiều người khác. Ngài thị trưởng, người đã ủng hộ chúng tôi lập công trình tưởng niệm lính Đông Dương là ông Hervé Chiavetti. Lúc đó ông là thị trưởng của Arles, từng học chung với em trai tôi Fabrice. Khi chúng tôi tìm một địa điểm để đặt công trình kỷ niệm, ông Chiavetti đã cho chúng tôi vị trí này. Như tôi đề nghị với ông ấy trước đó là cần một vị trí thuộc về nhà nước, chứ không phải trên mảnh đất của một công ty tư nhân. Trước đó đã có nhiều công ty tư nhân, trong đó có công ty Salins-du-Midi, đề nghị chúng tôi dựng công trình tưởng niệm những người thợ Đông Dương trên đất của họ. Nhưng chúng tôi giải thích với họ là muốn công trình được dựng lên tại một khu vực thuộc nhà nước. Ý tưởng ban đầu xuất phát từ một cuốn sách của Lê Hữu Thọ. Trong cuốn sách, ông cho rằng một ngày nào đó phải ghi công những người thợ Việt Nam làm việc trên những cánh đồng ở vùng Camargue. Lúc đó chúng tôi chưa nhắc đến việc dựng bia, nhưng sau đó ý tưởng này từng bước được hình thành. Đây là công việc mà anh em chúng tôi đã làm cùng với nhiều người khác. Ý tưởng dựng bia chủ yếu là do anh trai tôi làm kỹ thuật viên của ngành công nghiệp, lúc đó là chủ tịch của hội MOI, Mémoire des Ouvriers Indochinois, tưởng nhớ công nhân Đông Dương, và dự án dựng bia đã được tiến hành như thế. Et on est parti sur cette idée de faire une stèle comme ça. Alors, cet ouvrier là, il est symbolique, d'accord? D'abord, on voit pas ses pieds parce que les pieds étaient dans les rizières. Công trình kỷ niệm bằng sắt là hình một người thợ Việt Nam đầu cuốn khăn để tránh nắng chứ không phải là đội nón, quốc vác trên vai, quần sắn trên đầu gối, chân ngập trong bùn nên không thể nhìn thấy bàn chân. Phía dưới là bó lúa, nhưng theo ông Claude Trịnh thì chi tiết này nằm ngoài thiết kế, được thêm về sau để gia cố công trình và tránh bị tai nạn. C'est un artiste peintre, Les Badins, et c'est Les Badins à qui on avait demandé. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ, họa sĩ Lê Bá Đảng. Chúng tôi đã đề nghị ông Lê Bá Đảng làm một việc gì đó vì ông cũng là một cựu lính thợ Đông Dương. Sau đó ông học trường mỹ thuật và trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, mà ở Huế có cả một trung tâm nghệ thuật mang tên ông. Ông là một nghệ sĩ lớn, rất dễ gần gũi, tiếc là ông đã qua đời. Bia tưởng niệm mang hình ảnh mà Lê Bá Đạt muốn thể hiện cho những người bạn cũ của họa sĩ, vì bản thân ông cũng bị trưng dụng và sống cùng với những người lính thợ Đông Dương. Lê Bá Đảng là người thiết kế công trình này, nhưng ý tưởng về một công trình ghi công ở vùng Camargue là của ông Lê Hữu Thọ, tác giả của cuốn Itinéraire d'un petit mandarin, tạm dịch là Hành trình của một vị quan nhỏ. Trong cuốn sách, ông nói là mong một ngày nào đó, ở vùng Camargue cũng có một công trình tưởng niệm những người lính thợ đến sống và làm việc ở đó. Un souvenir rappelant l'histoire de ces hommes sur un plantier. Bước ra khỏi thị xã là vùng đầm lầy và cánh đồng rộng mênh mông, hiện nằm trong công viên tự nhiên vùng Camargue. Mọi ký ức vẫn như xưa trong tâm trí người con trai thứ hai của thông dịch viên Trịnh Văn Bộ. Ở đây thì là những khu tập thể dành cho người lao động nước ngoài, trong đó có người Việt. Bên cạnh là một vài biệt thự của giám đốc hoặc đốc công. Khu trang trại nơi ông ngoại của ông làm quản lý và cũng là nơi cha mẹ ông gặp nhau lần đầu trước khi nên vợ nên chồng. Nhiều dãy nhà tập thể xưa vẫn còn đó, được trùng tu và hiện thành một xóm nhỏ.
Nhưng cũng có những dãy nhà chỉ còn trơ lại trụ bê tông. Xa hơn nữa là vết tích của nhà máy sản xuất thuốc súng thời Thế chiến thứ nhất, nơi có rất nhiều người lính thợ Đông Dương làm việc. Hầu hết các dãy nhà hình vòm đã bị đổ nát, bỏ hoang. Duy một dãy được giao cho nhà thờ chính thống giáo của cộng đồng người Hy Lạp trùng tu sử dụng. Từng có khoảng 1.500 công nhân Việt Nam làm việc ở ruộng muối, khoảng 800 làm việc trên ruộng lúa, theo các toán luân phiên, có nghĩa là không phải tập trung cùng lúc chừng đó người. Ngoài ra còn phải kể đến yếu tố dịch bệnh, nhiều nhóm đến đây, rồi vài công nhân mắc bệnh, và dần dần họ không thể tiếp tục làm việc. Thế là các toán đó bị đưa đi nơi khác và những người mới đến thay thế. Cứ luân phiên như thế, tùy theo tình hình sức khỏe của công nhân, rồi điều kiện làm việc, điều kiện sống cũng rất khó khăn, cũng khiến nhiều người bị ốm. Khi đội nào bị ốm thì người ta lại điều một đội khác tới. Vì thế có rất nhiều người đã đi qua đây. Trước những năm 2010, công sức của người Việt trong ngành trồng lúa ở Cà Mau kéo không được nhắc đến, hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc do bị cố tình tranh công. Phải chờ đến năm 2014, công lao của họ mới được chính thức ghi nhận trong bài diễn văn của ông Bernard Mazel, Chủ tịch Công đoàn những nhà trồng lúa, đọc tại lễ khánh thành bia tưởng niệm những người công nhân Việt Nam tại Salon de Giro. Ông viết, ngành trồng lúa của nước Pháp nợ các vị rất nhiều, và người dân vùng Cà Mau sẽ không bao giờ quên các vị. Còn ông Claude Trịnh nhấn mạnh, không được quên là chính lính thợ Đông Dương là những người tiên phong làm ra gạo ăn có chất lượng ở Cà Mau. Tất cả những người lính thợ Đông Dương bị trưng dụng để làm việc gần như trong tất cả các trang trại ở đây. Họ làm việc cả hai bên Tà và hữu ngạn sông Rhône, trên những cánh đồng muối, Salon du Carbon hay ở Fort-sur-Mer. Có 18 trang trại ở vùng Cà Mau và lính thợ Đông Dương được tuyển mộ làm việc này ở khắp nơi. Vào tháng 6 năm 1940, khi nước Pháp bại trận và bị quân Đức chiếm đóng, chính quyền Vichy thời đó đặt câu hỏi, làm gì với những lao động Việt Nam không còn làm việc trong các nhà máy sản xuất thuốc súng nữa. Họ yêu cầu các công nhân tư nhân tuyển dụng những người đó. Tiếp theo là câu hỏi, làm gì với họ? Mỗi người một ý. Rồi Bộ trưởng thuộc địa George Mandel đưa ra ý tưởng, vì đó là những người nông dân bị kéo khỏi ruộng. Còn vùng Cà Mau có địa hình địa chất hơi giống Việt Nam, vậy tại sao lại không phát triển gạo ăn? Thực ra lúc đó, vùng Cà Mau có trồng lúa nhưng chỉ dành cho súc vật và họ không biết trồng lúa ăn có chất lượng. Cuối cùng họ quyết định tranh thủ cơ hội này, đưa những người công nhân Việt Nam đến những trang trại cần nhân lực. Một số người thì đến trồng thử, rồi họ tới làm việc ngoài đồng thành những nhóm nhỏ để trồng ra các loại lúa có chất lượng. Sau đó, công việc này được người Tây Ban Nha, người Ý từ vùng Piemont tiếp tục và dần được hiện đại hóa. Từ lúc cấy đến mùa gặt, công nhân Việt Nam được giao làm những công việc khác trong các trang trại. Họ chỉ được trả lương bằng 1/10 người lao động Pháp thời đó. Thế nhưng một nửa số lương bị giữ lại và chỉ trả khi nào họ về nước. Lý thuyết là vậy, còn trên thực tế, họ không hề biết hình thù của khoản tiền tiết kiệm đó ra sao. Thiệt thòi, đau khổ, họ đều gắng chịu. Ngay cả những người lập gia đình ở lại Pháp cũng ít kể lại cho con cháu, như trường hợp của anh em nhà họ Trịnh. Theo ông Claude Trịnh thì thế hệ của cha họ là thế, đều là những người rất kín tiếng. Họ không phải là kiểu người thích kể lại chuyện đời mình. Họ đã phải chịu đựng đau khổ nên họ không nói. Những bí mật dần được tiết lộ với thời gian khi con cháu của họ muốn tìm về nguồn cội như anh em nhà họ Trịnh sau khi cha mất vào năm 1972 và khi nhiều nhà nghiên cứu Pháp muốn làm sáng tỏ những góc khuất trong lịch sử. L'histoire pour nous. Elle a été dynamisée par un journaliste qui s'appelle Pierre Dom, qui était au monde politique. Đối với chúng tôi, câu chuyện được khơi mào lại nhờ một nhà báo tên là Pierre Dom ở báo Le Monde Diplomatique. Khi viết cuốn sách Immigré de Fox, ông muốn gợi lại một chút câu chuyện của những người lính thợ Đông Dương. Ông gặp và nói chuyện với chúng tôi. Về phần mình, chúng tôi vẫn sống cùng với những câu chuyện người lính thợ Đông Dương. Cha tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chi nhánh ở Pháp và luôn tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và sau này là chiến tranh Việt Nam. Họ thường xuyên họp, quyên góp và gửi tiền về Việt Nam. Cha tôi dấn thân trong các phong trào như vậy. Dù lúc nhỏ chúng tôi không quan tâm, nhưng chúng tôi chứng kiến và phần nào đó cũng can dự. Như thỉnh thoảng tôi lấy ô tô chở cha tôi đi họp ở Sock, Nimes hay Port, Le Bouc hay Marseille. Họ thường xuyên tổ chức họp chi bộ, đưa ra quyết định hay quyên tiền. Tóm lại là họ luôn tranh đấu vì đất nước mình dù đang ở Pháp.